chào đón quý vị đã trở lại với chương trình Ẩm thực ngày nay với Thu Hương và Thảo Vân. Xin thân mến chào quý vị. Chương trình Ẩm thực ngày nay là sự kết hợp giữa đài Sài Gòn TV và công ty thực phẩm Quốc Việt để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nấu ăn thật nhanh, thật ngon và thật bổ dưỡng. Hôm nay Thu Hương xin rất là vui chào cô Thảo Vân từ trường thẩm mỹ. Thẩm mỹ gì hả chị? AAI. Vậy thì mời cô Thảo Vân có một đôi lời với khán giả. À, xin chào quý khán giả, và đây là một cái chương trình mà Vân rất là hân hạnh được gọi như là tiếp tay với lại Thu Hương. Nhưng mà Vân thích nhất là ngày hôm nay với một món ăn mà mọi người nên biết. Vậy thì cô Thảo Vân có phải công nhận là bây giờ cái mùa này là cái mùa lễ hội thì khán giả đã email cho Thu Hương ẩm thực ngày nay @quocviet.com. Tại vì Thu Hương gần đây thì Thu Hương hay làm những cái món thịt heo, thịt gà, thịt vịt mà không có làm món bò, là tại vì đố cô Thảo Vân là tại sao? Chắc chờ tới bây giờ. Tại vì thường á, mấy người các bác không thích ăn thịt bò. Đúng tại rồi. Vì bảo là thịt bò nó đau nhức người. Nhưng mà vậy thì Thu Hương xin phép các bác, các cô là hôm nay Thu Hương sẽ nấu cái món bò nấu đốt, đố chị Vân á. Bò nấu đốt, mới đầu anh nghe Vân không, hơi bị ngại. Nấu đốt là nấu cái gì? Yeah. Cái gì là đốt? Dạ, yeah. Đốt là cái món này là beef on dove từ bên Pháp. Và cái dove có nghĩa là hầm nhừ. Thì Thu Hương đã tham khảo được rất là nhiều với các cô mà hay nấu món ăn Pháp. Nhưng mà thực sự Thu Hương không phải là một đầu bếp chị Thảo Vân. Cho nên Thu Hương nghĩ ra một cái cách để mà mình làm một cái món bò nấu đốt thật là đơn giản mà thích hợp với lại những cái nguyên liệu mà mình đã có tại bên Mỹ này. Vậy chị Thảo Vân có thích ăn thịt bò không? Rất thích. Đó là món chính của mình. Vậy thường thường chị Thảo Vân ăn thịt bò thì chị làm món gì nè? Thì giống như mình là chỉ bò kho thôi. Đó, bò không có gì ngoài đó, không còn gì. Cảm ơn chị Thảo Vân rất là thật tình. Chị Thảo Vân là fan bò kho của Quốc Việt. Là đúng. Chị Thảo Vân dùng cốt bò kho đúng không? Đúng, đúng. Nhưng mà hôm nay đố chị Thảo Vân là Thu Hương dùng cốt súp heo. Trước khi chương trình thì Thảo Vân có hỏi Thu Hương là tại sao bò mà lại dùng heo? Đúng. Vậy Vân thì nói là tại sao không có lấy bò kho cũng rất là ngon của Quốc Việt. Đúng rồi, nhưng mà chị Thảo Vân biết không, cốt bò kho Quốc Việt á nó có nè cái store anise á. Đúng là rồi. Hồi nè, ngũ vị hương nè, rồi nó có rất là nhiều, nhưng mà cái beef on dove này á, nó cái hương vị nó rất là nhẹ, không cần cái những cái đó nó sẽ làm mất đi cái vị có cà chua, có suất cà chua và có rượu. Cho nên Thu Hương sẽ dùng cốt súp heo thay vì chị Thảo Vân có hỏi Thu Hương là tại sao không dùng hủ tiếu, là tại vì hủ tiếu cũng là cốt súp heo nhưng mà nó có hành phi. Đúng. Cho nên Thu Hương muốn làm hành phi ở ngoài, hành thì lúc nào cũng có phải không chị? Cho nên cái món này Thu Hương quyết định là dùng cốt súp heo. Vậy thì bây giờ nguyên liệu là quý vị thấy đó, là Thu Hương có cốt súp heo nè, rồi có thịt bò, thịt thăn nè, và chị Thảo Vân hôm nay giúp Thu Hương nè. Hôm nay mình có thịt thăn nè, thịt heo bằm nè, và tỏi, hành tím, cốt base heo nè, cà chua base nha, và hành coi như là cắt khúc, hành tây cắt khúc, cà rốt cũng giống như là khoai tây và cà chua. Vì Vân thấy có một cái chén nhỏ nhỏ ở đây nè, thì Vân hỏi đây là sriracha, tương ớt, và ngoài ra có xíu đường và xíu tiêu, và một ly nho nhỏ ở đây rượu vang đỏ đó quý vị. Vậy thì trước tiên đó, chị Thảo Vân lấy cái đĩa thịt bò cho Thu Hương. Và trước tiên đó, bò nấu đốt là sao? Là cái thịt bò đó quý vị, mình thái ra thành lát, xong rồi thịt heo mình ướp. Mà thịt heo này không phải Thu Hương mua heo xay đâu chị Vân. Thu Hương mua cái là thịt nạc vai đó quý vị, hoặc là nạc dăm á. Xong rồi mình kêu người ta xay cho mình. Xong rồi bây giờ chị Thảo Vân ướp thịt heo giùm Thu Hương nha. Rồi trong thời gian chị Thảo Vân ướp thịt heo á, thường thường đó mình ướp thịt heo khoảng 15 phút, mình ướp thịt bò khoảng 15 phút. Nhưng mà cái chương trình hôm nay đó, Thu Hương không có thời giờ ướp, cho nên Thu Hương làm luôn. Đây, bây giờ thịt heo nè, chị Thảo Vân cho vô cho, đây là một pound thịt heo nha quý vị. Đó, đó chị Thảo Vân cho thịt heo xay vô cho Thu Hương. Rồi, xong rồi chị ướp cho Thu Hương nè, một cái tablespoon này là muỗng canh đó quý vị. Muỗng canh nha quý vị. Đây là muỗng tablespoon muỗng canh, và đây là muỗng cà phê nè quý vị nè. Đừng có lấy muỗng canh ăn phở nha quý vị. Đây, muỗng canh. Cốt súp heo trước chị. Đó, cốt súp heo với tiêu trước. Tại sao? Vì Thu Hương muốn cho cái cốt súp heo của Quốc Việt nó ngấm vô cái thịt heo mình và tiêu.
chứ nếu mà chị cho hành vô nó ngấm vô hành. Ờ, cái đó là cái bí quyết, cái cô kia chỉ Thương chứ Thương không biết. Mình là cái gì cũng quăng vô hết đó. Đó, bây giờ chị cho Thương một cái tablespoon cốt súp heo. Rồi. Rồi cho một cái teaspoon tiêu. Đó, một cái teaspoon tiêu. Đây, một cái muỗng cà phê tiêu nha quý vị. Nếu mà các bác nào mà không ăn tiêu thì không cần cho tiêu nha. Đó, một muỗng cà phê tiêu. Rồi, xong rồi chị ướp, chị nhồi lên cho Thu Hương đi. Nhồi lên cho Thu Hương ha. Trong khi mà chờ đợi cho chị làm thì Thu Hương sẽ mở cái bếp này lên cho nó nóng nha quý vị. Rồi. Rồi chị cho tiêu, chị bóp cho nó đều lên cho Thương. Sau đó đó chị cho tiếp vô là hành xay và tỏi xay. Mỗi nha. Thứ một muỗng luôn. Vâng. Trong thời gian chờ đợi chị làm thì Thương sẽ, để Thương quyết định rồi, Thương sẽ cho qua đây đi. Để Thương mở bếp bên này cho nó nóng đi. Đó, nó nóng cái chảo của mình. Và bắt đầu, cái này là cái thịt thăn đó quý vị. Thịt bò này nó ít tiền lắm, đừng có mua filet mignon quý vị ơi. Từ filet mignon nó có mỡ chính giữa đó, mình cuốn nó sẽ bị vỡ ra quý vị. Mình mua thịt thăn nè, tôi mua ở chợ như có 6 đồng mà quý vị nè. Đó, thịt thăn nha quý vị nha. Rồi xong rồi bắt đầu bây giờ là Thương cắt ra xong rồi chị Vân cho tiếp cho Thu Hương hành tím nha. Cho Hương xin cái thớt nha chị Vân. Sorry. Đây, bắt đầu bây giờ Thu Hương đây là miếng thịt thăn nè quý vị nè. Thịt bò đó, quý vị rửa thật là nhanh, xong mình thấm nước cho nó khô nha. Thịt bò nó không có hôi cho nên mình không cần rửa kỹ đâu. Mình rửa nhanh xong mình để cho nó ráo nước nha quý vị. Mình cắt mỏng. Ok. Đó, cắt như vậy nè quý vị nè. Mình cắt ra từng lá như vậy nè. Mình lựa cái miếng thịt nó càng to nó càng tốt quý vị. Đó. Mình cắt mỏng ra như vậy nè quý vị nha. Oh sorry. Đây. Xong rồi chị cho Thu Hương một tí xíu cái sriracha. Cái tương ớt đó quý vị. Để một, cho một rồi. Dạ vâng ạ, nửa thôi chị ạ. Nửa thôi để cho mình muốn cho cái mùi tất cả các nguyên liệu của mình nó dậy lên. Đây. Cắt mỏng vậy thôi nha quý vị nha. Đó. Mình chuẩn bị như vậy mình nghĩ là cho bao nhiêu người ăn ta? Ồ, thường thường như vậy đó là cho 4 người cho đến 6 người. Thường thường đó Thương thấy là người Việt của mình á ăn thịt ít lắm chị Vân ơi. Ăn rau nhiều. Đó mà cái món này rồi, vậy là xong rồi đó. Đó đây Thương cắt vào mấy miếng như vậy thôi. Đó thí dụ mà bây giờ cái miếng này nó nhỏ quá mình đập ra nha quý vị. Mình đập ra. Cho nó to ra thôi. Đó. Rồi. Rồi sau khi mà chị Vân ướp xong rồi đó chị cover nó lại. Xong rồi đây để Thương cho dạ, để vô tủ lạnh. Để đây Hương cất vào tủ lạnh rồi. Thịt bò là Hương đã thái xong rồi đây nè. Chị Vân cũng ướp cho Hương là cốt súp heo, cho hết vào chị ướp cốt súp heo. Rồi chị ướp tiêu. Vậy thôi nha. Mình cho khoảng bao nhiêu cốt? Mình heo. Cho khoảng là nửa một cái canh cốt súp heo chị. Đó rồi, tí xíu thôi. Đó, rồi cho tí tiêu. À, tí tương ớt. Cái này mình khoái lắm. Rồi. Xong rồi bắt đầu là chị Vân cuốn nha cho Thu Hương nha. Cái này ướp lên. Dạ, chị Vân. À, vậy thôi. Chị mách cái làm sao mà cho nó dính đều hết nha chị Vân nha. Rồi bắt đầu bây giờ là chị Vân cuốn cho Thu Hương. Đúng ra đó là mình cũng có thể mình ướp trước cái này 15 phút. Nhưng mà mình không có thì giờ thì mình làm luôn. Mình không có ướp mà nếu quý vị ở nhà mình có giờ đó thì mình có thể ướp trước 15 phút à. Sau đó đó, rồi mình em lấy cái thịt heo mà nãy chị Vân ướp đó. Đây. Thịt heo đây là bà. Dạ, bây giờ Thương chỉ cho chị quấn nha. Cái thịt heo này nè, nếu mà mình mà ăn cay được á, mình cho tiêu vô rất là thơm. Với hành càng nhiều tiêu càng ngon. Dạ, xong rồi chị quấn đó. Đây, để Thu Hương làm trước cho chị coi nha.
Rồi, đây, đây, là thương kỹ này nha. Quý vị thấy không, cái miếng thịt mình ướp hết rồi nha. Cho vào đây, đó. Xong quý vị cho thịt heo vô. Heo vô mình đã nhồi. Cái thịt này là thịt nạc vai đó quý vị. Nạc vai xong rồi thương mua cái thương kêu người ta xay ra cho mình. Đó, ướp. Rồi, xong rồi bắt đầu chị cho vào đây. Cho vào đây nè. Thực sự đó mình đeo găng tay rất là khó làm quý vị. Đó, quý vị cho vô đây nè. Và quý vị cuốn nó lại nha. Cuốn nó lại vậy nè. Cuốn nó lại. Cuốn lại vậy nè quý vị nè. Xong rồi quý vị lấy cái tăm á, quý vị xiên nó qua. Có nhiều khi mình không dạ, sau mình là nè quý vị nè. Có nhiều khi không cần tăm cũng được, nhưng mà mình xiên xong lát rồi trước khi mình dùng nó, mình tháo nó ra. Mình xiên nó lại này quý vị nè. Đó. Đó rồi nè quý vị, xong mình làm cho nó tròn tròn lại nè. Đó. Nè nè quý vị nè. Đó. Đó vậy chị Thảo Vân làm cho Thu Hương nha. Rồi. Rồi. Sau khi mà mình cuốn cái đó xong đó, trong lúc chờ đợi chị Thảo Vân làm cái này cho mình ha, thì Thu Hương sẽ chia sẻ với quý vị về cái cách mà làm cà rốt nha quý vị nha. Cà rốt thì mình không có cần phải cắt ra thôi, nhưng mà Thu Hương muốn chia sẻ với quý vị cái cách mà mình tỉa cà rốt nha quý vị. Quý vị chỉ cần lấy con dao nhỏ hay nhọn á, nhọn mũi như nè quý vị nè. Ví dụ củ cà rốt như vậy gì thì mình cắt như vậy mình chia đều ra vậy nè, mình cho cái hình tam giác vậy nè quý vị nè. Đó, mình cắt này, mình cắt sâu vào trong nha quý vị, nhưng mà phải rất cẩn thận, không thôi là đứt tay nha. Đó quý vị thấy không, tôi làm cho quý vị xem. Tùy theo cái củ cà rốt nó to thì mình làm cái khoảng nó bé lại, còn củ cà rốt nó nhỏ thì mình làm nó dẹt nó to ra để cho nó chín đều quý vị. Cái củ cà rốt này của mình là cái này, là cái đoạn này nó to này quý vị nè. Đó. Đây, xong rồi đó. Đó quý vị thấy không? Nè. Này, tôi vẽ ra cho quý vị coi. À, thấy không? Đó, xong một cái phần này sao? Mình lấy dao, mình cắt ra. Đây, đó, cái này là tôi vừa mới lấy ra nè quý vị nè. Xong rồi thì mình cắt ra đây. Mình cắt ra quý vị. Đó, ra hai cái này nè. Mình cũng làm, tiếp tục mình làm như vậy luôn. Mình cũng là, thí dụ bây giờ cái khúc này nó nhỏ gì? Quý vị có cái mũi nhọn của con dao, quý vị sắn xuống cho Thương. Đó, sắn xuống vậy nè quý vị nè. Thương rất là vui khi mà Thương ra ngoài chợ đó, hoặc là đi nhà thờ đó, các bác đều nhận ra nó. À, tôi biết cô trên chương trình ẩm thực ngày nay. À, tôi muốn mua nhiều. À, thưa bác, thì bác có thể đi vào website là quốcvietfood.com, hoặc là bác có thể đi ra các chợ đều có bán sản phẩm của Quốc Việt. Nhưng mà nếu mà bác gọi đến công ty là 714-283-3663, extension là mình bấm vô, mình nghe tiếng nói xong mình bấm vô 301. Rồi bác có thể nói rằng là tôi là khán giả của chương trình ẩm thực ngày nay. Xong rồi tôi, chị Vân xong rồi hả? Vậy bây giờ chị Vân chia cho tôi. Trời ơi, công nhận cô Thảo Vân là xuất sắc trong vai phụ bếp. Bây giờ cô Thảo Vân cho một tí tiêu vô cho em. Xong rồi đây, bây giờ cái này để em cho lên đây nè. Cho tí xíu thôi nha. Đó. Rồi, chị xia cho Thu Hương mà phải căng chừng nha chị nha. Quý vị phải chịu khó nha. Một con mắt phải nhìn chị Thảo Vân và một con mắt trái nhìn Thu Hương nha. Đó, Thu Hương sao làm tiếp cái này nè. Đó. Xong rồi bây giờ đây nè. Đó. Cái này cũng dễ lắm quý vị ơi, mà mình chỉ phải cẩn thận thôi. Đó. Đó, xong rồi nè. Đó quý vị. Nè 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 nè, thấy không? Đó, càng ngày làm càng có tiến bộ nha chị Vân. Đó, xong, bốn cái. Bây giờ khoai tây làm sao? Khoai tây, xin phép chị Thảo Vân đưa cái dàn đồ nghề đó qua đây chị. Đây. Bây giờ cái khoai tây thì làm sao đây quý vị ha? Để tôi chỉ cho. Khi mà mình chọn khoai tây á, mình cũng chọn cái củ nó thun thun vậy nè quý vị nè. Đó, mình chọn cái thun thun vậy. Mình cũng sắn ra làm đôi cái khoai tây thì nó mau chín hơn cà rốt. Cho nên mình có thể cắt to hơn một tí nha quý vị. Cắt ra cái mình nó to hơn cà rốt một tí.
để cho, tại vì cái khoai tây của mình nó mau chín lắm. Cái nguyên liệu của mình là chỉ có khoai tây và cà rốt thôi. Đó, chị mở lửa lớn cho em, xong rồi chị xia cho nó vàng á chị. À, vàng á thì nó mới thơm để cho nó ngấm gia vị nữa. Đó, xong đây là quý vị thấy không? Cái khoai tây thì mình chịu khó mình cắt sâu sâu vô một tí nha quý vị. Tại vì nếu mình không cắt sâu nó không có đứt ra quý vị ạ. À, này, không, nó chưa đứt thấy không? Thì tôi phải cắt sâu vào một tí nữa cho nó đứt ra. Đây là quý vị thấy không? Hai tay không? À, cũng để vậy nha. Khoai tây nè, hay là các phần khoai. Ok. Và tôi xin được để các khoai qua một bên, khoai cà rốt qua một bên. Và cái này á là tôi muốn thưa với quý vị là cái đố chị Thảo Vân này là cái gì? Giống như lá ngộ hả? Cái này không phải, cái này là cái cây xạ hương, cái cỏ xạ hương đó quý vị. Và ngày nay tôi luôn mua của chợ Mễ hoặc là chợ Trung Đông. Rồi còn cái này là cái lá cà ri hoặc là còn gọi là lá thơm hay là lá nguyệt quế. Tôi bó lại vậy nè, thơm lắm chị ngửi coi. Và sau đó là cà chua. Sau khi chị chiên cái đó xong rồi, trời ơi, Thảo Vân làm nhanh quá, Thương làm không kịp nè. À, cho Vân lấy kinh nghiệm xíu là học được kinh nghiệm thôi. Là cái chỗ cái tâm á, mình úp vô trước. Đúng rồi, mình đặt xuống trước cái tâm. Cho nó cong vô rồi bắt đầu mới lật chỗ khác. Rồi bây giờ á, bây giờ bắt đầu như vậy rồi. Bây giờ chị Thảo Vân để đó, chị Thảo Vân. Bắt đầu chị Thảo Vân xào cà chua lên cho em. Bắt đầu chị Thảo Vân cho một tí bơ, tí dầu vô. Xong rồi chị xào hành lên trước nha. Chị xào hành lên. Đây. Và Thương sẽ cắt cà chua ra cho chị nha. Xào hành lên, bắt đầu bây giờ làm màu. Rồi bây giờ mình sau khi mình xia xong bánh này, chị cho tí hành tím vào, tí tỏi vào phi cho thơm. Xong rồi cho một cái muỗng canh cốt súp heo vào. Mình rang lên cho cái cốt súp heo nó dậy mùi quý vị. Đó, xong rồi chị phi lên cho thơm. Đó, rồi đây, cái này của chị nè. Đó, chị cho tí tỏi vào cho em. Với lại nước cốt heo ha. Rồi sau khi cái này nó vàng đã chị nè, nó vàng đã. Rồi khi mà cái chảo này là cái chảo gang á, nó rất là nóng. Cho nên vì thế khi mà chị cho cốt súp heo á, chị phải mở lửa nhỏ xuống. Đó, em mở lửa nhỏ rồi. Bắt đầu chị Vân cho em cái một cái muỗng canh cốt súp heo vô. À, một muỗng canh cốt súp heo. Đó. Đố chị Vân tại sao em phải làm vậy? Biết rồi. Biết rồi hả? Chúc bài hả? Tại sao? Chính Vân nấu ăn Vân thấy khi bỏ nó vô đó, nó thơm lên là bột. Với lại nó giống như là caramel á. Oh wow, giỏi nhé. Có nấu ăn rồi. Ở nhà có nấu, nhất là bò kho. Bò kho mà cà ri đó mà chị Vân mà bỏ lên nó mùi nó dậy lên mà cái màu thơm. Rất là đẹp. Đúng đó, nhưng mà phải mở lửa nhỏ nha quý vị, nó màu khét lắm. Rồi để chị Vân đây nè, để tôi nãy giờ lo nói chuyện không cắt cà rốt cho cắt cà chua cho chị Vân. Rồi bỏ vô cà chua mà cái mình xào phải không? Xào đúng rồi đó. Tôi nha quý vị thông cảm nha, Thương làm mà đeo bao tay làm không được quý vị ơi. Đó cho nên phải làm như vậy. Rồi đợi cho em tí nha. À coi như là làm nhỏ như là bầm, để mình bầm đó. Đổ mình lên màu đó chị. Đó. Xong rồi đó. Đây. Rồi. À, rồi chị mở bếp lên chị Vân. Okay. Nếu như vậy mình lấy base cà chua cũng được vậy? Được, một tí nữa mình là sẽ cho thêm vô. Đó, mình cho thêm vô cho nó dậy màu. Tự vì thực sự cà chua thì nó dễ mà lúc nào cũng có tươi quanh năm. Nhưng mà nếu mà đối với quý vị nào mà không có gần chợ Việt Nam mà không có đi chợ được thì mình dùng cái sốt cà chua cũng được ạ. Đó, tại vì Thu Hương làm cái này thì Thu Hương muốn cho quý vị thấy làm cái cà chua tươi ha. Rồi. Công ty thực phẩm Quốc Việt chị Thảo Vân có tới 18 loại cốt cô đặc, nhưng mà chị Vân nấu được rất là nhiều mà Thu Hương được rất nhiều khán giả yêu cầu. Và khán giả hãy kiên nhẫn với Thu Hương nha, từ từ Thu Hương sẽ trả nợ tình xa. Chị Vân nhà ta cũng có cái món crawfish nè, với lại cái món mà chị Vân hứa rất nhiều lần rồi đó nha chị Vân. Tôi hy vọng lần sau có món crawfish, nhưng mà crawfish đó mình có thể mình bỏ đủ thứ trong đó được, bỏ tôm cũng được, bỏ nghêu cũng được, hoặc là bỏ thậm chí cả mực nữa nếu mà ai muốn ăn. Vậy thì ý chị Vân là chị Vân làm cái nước sốt thôi, nước sốt thôi. Và muốn bỏ cái gì cũng được phải không?
Vậy thì hẳn là phải Thu Hương kỹ lắm, còn nói là người lớn không ăn kho fish được. Đúng rồi. Muốn cho tôm vô, cho nghêu vô cũng được. Vậy hả chị hả? Vậy thì cái nước sốt đó ngoài tôm với nghêu mình làm cá được không chị Vân? À chưa nghiên cứu nha. Chưa nghiên cứu cá. Nghiên cứu cá. Ok. Rồi. Mới có mực. Dạ. Rồi nghêu, tôm, cua thôi. Cho Thu Hương bắt đầu chuẩn bị cho cái suất cà chua vô đi chị. Rồi, rồi cho nước nóng cà thôi. Cà chua mình vô là khoảng bao nhiêu? À, khoảng chừng là 3 muỗng canh đấy chị ạ. Dạ. Xong rồi bắt đầu Thu Hương sẽ cho nước hầm lên. Mình hầm cái thịt đó cho mềm. Và mình sẽ tạm ngưng trong giây lát. Và sẽ trở lại với quý vị với cái món bò nấu đốt nha. Đây, đó, cà chua, hai trái cà chua của Thu Hương xong rồi. Và Thu Hương sẽ chiên sơ cái khoai nha quý vị. Bây giờ mình xếp thịt bò vô. Bây giờ chị phải cho một lửa lớn lên. Em muốn cho cái màu nó dậy hơn nữa. Đó, xong bắt đầu em xếp thịt bò vô. Bây giờ trước khi xếp thịt bò mình có cần rút tâm ra không? Chị nghĩ sao? Em nghĩ để hầm luôn đi. Mình muốn hầm luôn. Dạ, em muốn hầm luôn. Vâng, vậy thì xếp thịt bò vô. Xong rồi cái mình xào. Mình cho cái thịt mỡ lửa riu riu. Cho nó thịt bò nó ngấm vào cái quý vị thấy không, Thu Hương ướp thịt bò, ướp thịt heo và thậm chí cái sốt này mình cũng ướp rồi. Đúng. Cho nên mình không cần nêm nếm gì, cái cốt súp heo là nó làm nên tất cả đó quý vị ạ. À. Đó, sau khi chị Vân làm vậy ha, xong rồi chị Vân cho nó riu riu, xong rồi đậy nắp lại, để Thu Hương lấy cái nắp đậy lại. Đó, đậy lại và mình mở lửa riu riu. Mình cũng có thể cho thêm một tí nước nóng. Đó, sau khi đây này, quý vị thấy không? Đó, mình đẩy xong rồi, cái bắt đầu là Thu Hương cho nó ngấm một tí xong chị trở mặt cho em đi. Để make sure là chắc chắn là cái thịt nó đều hết nha. Trở mặt cho nó ngấm hết. Đó, sau khi mình cho nó ngấm khoảng 5 phút thôi quý vị. Rồi bắt đầu là quý vị phải cho nước nóng, nước sôi vô và mình để cho nó mềm khoảng chừng nửa tiếng hay 45 phút tùy theo gia đình. Bắt đầu Thu Hương cho nước nóng vô nè. Cho ngập hay xâm sấp? Cho nó xâm sấp thôi chị. Đó. Tại vì khi mà người ta có câu là bò teo heo nở đúng không chị? Đúng. Cho nên đó, mình đừng có cho nhiều và để cho nó sôi khoảng chừng 30 cho đến 45 phút. Vậy thì Thu Hương và Thảo Vân xin tạm ngưng chương trình trong giấy lát để chạy một ít thông tin thương mại thôi. Quý vị đừng rời làn sóng với món bò đốt. Bò nấu đốt. Ôi tôi thích bò đốt à. Bò nấu đốt nha quý vị. Xin tạm biệt.